Kinh văn. Lại nữa, này Phổ Quảng, như trong đời Vị Lai, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng Sát Lợi, Bà La Môn, Trưởng Giả, Cư Sĩ, tất cả các hàng người và những chủng tộc dòng họ khác, có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái nội trong 7 ngày, sớm gì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, là vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 1 vạn biến, thì đứa trẻ mới sinh đó, hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Lược giảng. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: Lại nữa, này Phổ Quảng, như trong đời Vị Lai, nơi cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề còn có tên là Nam Thiệm Bồ Châu, là một trong 4 châu thuộc Tứ Đại Bồ Châu. Có người ở Bắc Cầu Lư Châu được sinh ra dưới gốc cây, và người mẹ sinh nở rất dễ dàng, không đau đớn gì cả, giống như con gà đẻ trứng vậy. Khác hẳn với cõi Nam Diêm Phù Đề là người mẹ phải chịu nhiều đau đớn. Còn ở Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Quá Châu thì người ta hoàn toàn không chú trọng đến việc sinh nở. Mức sanh sản ở đây rất thấp. Đó là vì lòng dâm dục của con người ở 2 châu này rất nhẹ. Bởi dục niệm ít cho nên mức độ sanh sản cũng rất thấp. Duy chỉ có chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề là muốn có con cái đông đúc, cho rằng con đàn cháu đống là tốt, mặc dù việc sinh nở vô cùng đau đớn cho người mẹ. Trong hàng Sát Lợi, Bà La Môn, Trưởng Giả, Cư Sĩ, tất cả các hạng người và những chủng tộc dòng họ khác. Sát Lợi hay Sát Đế Lợi là một dòng dõi quý tộc ở Ấn Độ. Bà La Môn cũng là dòng dõi quý tộc và được gọi là Tịnh Duệ, có nghĩa là dòng dõi thanh tịnh trong sạch. Trưởng Giả là người giàu có lớn. Ở đây, Trưởng Giả và Cư Sĩ là những người có tiền của mà không có lộc gì, vì họ không ra làm quan nên họ có phú tức là giàu, mà không có quý tức là sang. Còn dòng Bà La Môn và Sát Đế Lợi thì vừa có quý vừa có phú. Như vậy, ở đời sau, trong toàn thể nhân loại, bao gồm tất cả những người thuộc mọi quốc gia và mọi chủng tộc, giả sử có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái, ở cõi Diêm Phù Đề của chúng ta thì người mẹ phải chịu nhiều đau đớn khi sinh nở, lắm lúc còn nguy hiểm đến tánh mạng, đặc biệt là trong các trường hợp sanh khó như đẻ ngang, đẻ ngược. Đẻ ngang tức là đứa bé ra đời trong tư thế nằm ngang, mông đít ra trước. Còn đẻ ngược tức là đứa bé được sanh ra trong tư thế lộn ngược, hai chân ra trước. Lại có một trường hợp sanh nở khác cũng rất khó khăn, đó là một chân của đứa bé thò ra trước. Ngoài ra, có trường hợp sanh khó gọi là bàn tràng, tức là nhau quấn, tức là khi đứa bé lọt lòng mẹ thì kéo cả già con của người mẹ ra theo. Các trường hợp sanh khó thì rất nhiều, tuy nhiên cho dù khó khăn trắc trở thế nào chăng nữa, nếu trước khi sanh, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, tức kinh Địa Tạng, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát, niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, đủ 1 vạn biến
thì đứa trẻ mới sinh đó, hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo, nghiệp tội, quả báo xấu ác, thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Giả sử đứa bé sơ sinh đó không có tội báo, được sinh ra là nhờ ở phước báo, thì đời của nó càng được an lạc và thọ mạng càng lâu dài hơn. Cho nên cái khổ cái sướng ở đời người thì không nhất định, tuổi thọ của con người cũng chẳng có gì nhất định cả. Như có người được thầy tướng số đoán là chỉ sống đến 30 tuổi, thế mà đến 40 tuổi anh ta vẫn còn sống nhăng. Vì sao? Bởi vì thọ mạng của con người thì linh động chứ không cứng nhắc cố định. Nếu quý vị làm việc tốt thì thọ mạng của quý vị được lâu dài hơn, còn làm việc xấu thì tuổi thọ bị thu ngắn lại. Do đó, hết thảy mọi việc đều không có gì là nhất định cả. Như trong kinh đã nói, một người vốn đã gây nhiều tội lỗi, sanh ra trong đời này đáng phải gánh chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng, nhờ được người khác đọc tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng để trợ giúp cho, nên bao nhiêu thống khổ mà người ấy đáng phải nhận lãnh đều được tiêu tan. Chẳng những thế, những đứa bé ấy sẽ là một đứa bé vui vẻ, dễ nuôi, tuổi thọ cũng gia tăng. Từ những điều này, quý vị có thể suy biết rằng đời người chẳng có gì là nhất định, tất cả đều là tùy theo cách hành xử của chính mình mà thôi.